Rồi, hello anh em nhá. Này, nay lên lên hình em này để thanh lý được quá. Em này lỗi rất là nhẹ luôn. Nhưng nếu mà không báo lỗi thì không anh em nào biết đâu. Mang ai chơi hiểu như không bị chiều chiều tối thì thẳng mới xin lỗi phát. Nên là cũng vừa về nay hôm qua thì chiều tối hôm qua thì bị lỗi thì hôm nay thanh lý cho anh em luôn. Đuôi lá vàng nha các bác nhá. Đấu xòe đuôi chim rất là sáng màu luôn. Sáng tuổi rất đẹp. Chân mảnh mỏ mỏng hot tốt cực kỳ luôn anh em ạ. Giọng hay. Điện đóng căng nha anh em nhá. Vừa về mà chơi rất ok luôn. Đấy, hot đuôi lá vàng rất đẹp. Này chim nó hoàn toàn hot một mình nhá các bác nhá. Không có mái bên cạnh đâu nhá. Thì anh em về chơi thì cũng không hoàn toàn là anh em cũng nhiều khi anh em bảo là sợ phụ mái ấy, thì đây em cũng vừa về và cũng không có mái bên cạnh đâu. Nên là về anh em mình gọi là chỉ cần biết chơi và chăm tốt thì là con chim nó cũng đều hot thôi. Nhưng mà trước khi anh em mua chim mọi mi ấy, anh em xem trên clip cũng nó hay lắm đẹp. Nhưng mà anh em về cũng anh em mình cũng phải là tập chơi và hiểu về con chim một chút thì mới chơi được con mi. Con mi thì nó không giống như chào mào quên cùng những thứ thì nó dễ chơi, nó dễ hot thôi. Còn mi này nếu các bác không biết chơi thì khó phết đấy. Nên là anh em mình trước khi mua mi về chơi thì anh em mình cũng nên tìm hiểu. Đấy, chim cao cầu đuôi rất đẹp luôn nha các bác nha. Đuôi lá vả to đẹp. Em thanh lý em này cho anh em giá rất là hạt rẻ rồi. Nên là anh em màu ở chơi nhà nghe hot rồi thì thẳng sách đi chơi với anh em một vài lồng ấy. Thì anh em mình về chăm thêm rồi đi chơi thoải mái luôn. Hầu như đi chơi thì nó không hiện lỗi đâu. Bây giờ khi nó căng nó hot này thì không bao giờ lỗi được. Đấy. Anh em nào kết thì alo cho em ngay nhé. Em ship cho các bác khắp mọi miền Tổ quốc được. Nên anh em thiện chỉ mua là em ship được hết. Em ship tận nhà cũng được. Có thiện chí là được thôi. Mà bạn băng nào chốt thì vui lòng mà chuyển cọc trước cho em 100.000 được. Thì chỉ để các bác gọi là chốt chim các bác chắc chắn lấy con chim đấy thứ ba. Không nhiều bác cứ bảo chắc chắn lấy bác chốt uy tín thì có thứ. Anh mua chim bao nhiêu lần rồi. Anh đến lúc hôm sau gọi lại thì bảo là thôi anh không lấy. Nhưng mà này thì vợ anh nó cằn nhằn hoặc là hay để anh lấy con sau. Nhưng mà nói thật với các bác là em đã từ chối bao nhiêu khách để giữ con chim cho các bác. Em tin tưởng các bác thì các bác cũng phải thế nào chứ. Này các bác để em mất lòng tin quá. Em và anh đạt lại. Một anh Đà Lạt không biết tên là Mi hay là Mỹ gì đấy. Nói chuyện mình chốt khá là chắc chắn bảo em uy tín, em mua chim ở ngoài này nhiều rồi. Sau gọi lại thì bảo anh ơi không lấy nên em đổi ý. Thật sự các bác là em đã từ chối bao nhiêu khách để giữ chim các bác thì bác phải uy tín giúp em nhỉ. Đây anh có số là 0336 360072. Rồi em cọc tiếp các thứ trời mưa em không đi được, mua thẻ được. Và tôi rồi trời mưa thì anh em tạo điều kiện với nhau, tin tưởng nhau không cần nữa. Đến hôm sau thì gọi điện chẳng nghe điện thoại nữa. Chán các bác. Anh em đã nói chuyện với nhau chốt với nhau như thật rồi. Đến gọi điện lại chả thèm nghe. Các bác lấy không thì các bác phải bảo em một câu để em còn biết bán cho khách. Đây gọi điện chẳng nghe là còn mấy bận. Đấy, nói chung là nếu mà anh em nào mà kết lấy hẳn, anh em mình kết lấy thì hãng đặt với em. Chứ bây giờ các bác đặt chim với em mà xong các bác chả lấy, xong gọi điện các bác chả nghe nữa thì mất duyên con chim lắm anh em. Anh em bác nào kết thì alo giúp em. Nếu anh em mở cần có xe chạy thẳng thì em gửi chim cho các bác, nhận chim thanh toán cho xe. Còn nếu các bác ở xa như Sài Gòn, miền Nam em cũng có thể nhận chim thanh toán qua nhân viên tàu được. Đấy, nhưng mà ở trong miền Nam Sài Gòn thì các bác phải cọc trước cho em ít. Bởi vì em gửi chim từ ngoài Bắc vào cơ, nên là các bác cũng thông cảm cho em một chút. Vì là những nhiều trường hợp xảy ra lắm nên là anh em thiện chí lấy chim cọc trước cho em ít. Chim thanh toán nốt.
phim về thì em ngoài tật lỗi em báo ra, thì hoặc là nếu mà con nào em không báo tật lỗi thì em đều bảo hành tật lỗi cho các bác hết, bảo hành tật lỗi 100% cho các bác 3 ngày kể từ ngày các bác nhận chi, từ ngày anh em test thoải mái. Đấy. Em này cũng khá là thuần rồi các bác nhé. Đây để em ra sách tay cho các bác xem. Chim mót mình đẹp không? Có chim đẹp quá các bác nhỉ. Đây, em ra sách tay cho các bác xem nhé. Các bác nhá, chim mới về nhá. Thì chúng ta test tặng độ thuần cho anh em nhá. Sách tay thì em nó không nhảy đâu, nhưng mà kiểu là chưa quen chủ lắm, bởi vì vừa về hôm qua mà. Chưa quen chủ lắm nên là cũng còn chưa được tự tin chơi. Đấy, anh em về chăm bẵm nó một vài ngày gọi là tắm tát rồi anh em mình gần gũi nó. Thời gian thì sách tay thoải mái luôn. Em này các bác nhìn nó đuôi hót lúc nào cũng thế luôn. Lúc nào cũng là vậy. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấu xòe đẹp lắm các bạn. Em thanh lý thì anh em giá rất là rẻ thôi, nên là anh em nào kết thì alo nhanh giúp em. Xin chào các bác nhé. Thì anh em nào đam mê phim cảnh ấy, xem video kênh của em rồi ấy, thì vui lòng cho em xin một đăng ký, một like và đăng ký. Và nếu mà anh em nào thiện chí mua thì alo cho em. Xin chào các bác.